Hello các bạn, tiếp tục hành trình mùa xuân nè. Hôm nay tụi mình đi núi Mắt Thần các bạn, ở tỉnh Cao Bằng. Còn dân địa phương họ gọi là núi Thủng, tên mỹ miều là núi Mắt Thần. Cảnh đẹp ở tỉnh Cao Bằng các bạn, giống như là núi đá voi ở Quảng Bình vậy đó. Là cảnh đẹp ở vùng Đông Bắc Việt Nam mình đó các bạn. Đường xá ở tỉnh Cao Bằng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đường láng o à, chạy đã lắm. Hôm nay là tụi mình đã chia tay anh Hùng rồi. Anh Hùng sẽ đi một mình đến thác Bản Dốc, rồi về Bắc Cạn và về Hà Nội. Còn tụi mình nay đi núi Mắt Thần các bạn. Đi buổi sáng nay tới trưa là Trải Phòng, sẽ đi về Lạng Sơn, Bắc Giang và tới thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh các bạn. Ở Cao Bằng có rất nhiều điểm đến các bạn, như thác Bản Dốc nè, động Ngườm Ngao nè, núi Mắt Thần nè các bạn, hang Bắc Bó nè, ở đâu cũng đẹp hết, cảnh quan rất đẹp các bạn. Như mình đang chạy giữa những cái núi đá các bạn và đồng ruộng của người dân xung quanh, rất là đẹp. Ở Cao Bằng rất là đẹp luôn, không khí rất là trong lành, cảnh quan hùng vĩ, rất là đẹp các bạn. Đây là đang lên một cái đèo nhỏ ở tỉnh Cao Bằng. Thì núi Mắt Thần cách thành phố Cao Bằng khoảng 32 km các bạn. Lối vào núi Mắt Thần các bạn, đường sẽ nhỏ hơn. Và khúc mà đường mà để chạy vào núi Mắt Thần là đường đất các bạn, đường chạy giữa những cái đồng ruộng của người dân. Chạy lố một cái ngã rẽ các bạn, ngã rẽ vào núi Mắt Thần nên phải quay đầu lại một chút. Đường đi sẽ off-road nhẹ nhẹ một chút các bạn. Đang ở núi Mắt Thuận, Mắt Thần các bạn, núi Thủng nè, quá đẹp các bạn ơi, nguyên cái thảo nguyên nhớ luôn. Lát mình chạy xe xuống dưới đó, có nhiều bạn phải để xe đây đi bộ xuống các bạn, mình chạy xe xuống dưới luôn. Này đi bộ xuống các bạn, hôm nay chạy xe được rồi nhưng mà mình còn hành trình dài nên không có ráng, để sức hôm nay đi tiếp nữa. Mình chạy xe xuống đây là lòng vòng này là đẹp luôn, đường dễ cả đó, đâu khó. Cực kỳ dễ luôn á. Bạn mình muốn đi bộ.
Đi về khách sạn hả bạn ơi? Đã tham quan được núi Mắt Thần rồi. Mùa nóng mùa nắng á thì thung lũng phía dưới đó đó sẽ là khô như vậy, mình có thể đi bộ xuống. Còn tới mùa nước lũ các bạn là dưới đó là nước không các bạn, nguyên cái hồ nước luôn á, là chỉ có thể đứng trên đó xem hoặc là đi tàu đi ghe xuống dưới đó chơi thôi các bạn. Thế là vlog đi chơi núi Mắt Thần đã kết thúc các bạn. Tụi mình đang chạy về khách sạn, soạn đồ, lấy đồ giặt, gửi bớt đồ về nhà và tiếp tục hành trình từ chiều nay các bạn. Sẽ đi về Lạng Sơn, Cao Bằng và về thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh các bạn. Đến thành phố Uông Bí đợi tụi mình đi leo núi Yên Tử các bạn. Hành trình kế tiếp sẽ một hành trình dài nha các bạn, nên tụi mình tranh thủ về để soạn đồ, lấy đồ từ mình gửi giặt á, lấy đồ về rồi gửi bớt đồ về lại Sài Gòn, những cái món đồ mà mình không xài thì về ở đây mình thấy hơi nóng rồi nên gửi bớt đồ lạnh về để xe đỡ cồng kềnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, các bạn thấy hay thì cho giúp mình ủng hộ mình một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc.